Xin chào các bạn nha. Mời các bạn đến với không gian ẩm thực lễ hội Lồng Tồng ở tại thôn Bản Sáp nha các bạn nha. Hôm nay anh em bà con ra đây tập trung nấu nướng ở tại nhà gần khu sân ném còn nơi tổ chức lễ hội Lồng Tồng ấy các bạn ạ. Ở đây nhìn ra thì thấy sân bãi đây, cây còn và nơi để tí bà con sẽ tập trung ra kia ăn uống này, ra cái lều kia. Đấy. Rồi bây giờ mời các bạn vào xem ẩm thực hôm nay có món gì nhá. Chào các chị nhá. Hôm nay mổ lợn to đấy nhỉ. Có con lợn này bao nhiêu cân này anh? 25 cân á? 35 chứ? 25 à? Cũng tương đối to đấy nhỉ. Này là cả làng mình ăn chứ hay là như nào anh? Của thôn à? Nguyên thôn bản Sáp mình đúng không? Món lòng. Này lợn thui rơm đấy nhỉ, nhìn đẹp thật. Bên trong này là khu chế biến. Chị xem món gì đây. Đang làm món gì đấy chị? Này là rau tầm bóp đấy nhỉ. Này có làm món tiết canh không? Chắc không làm rồi nhỉ, đông mất rồi. Ui đây có đàn lợn to nhỉ. Đàn lợn này mới là đẹp này nhỉ. Hôm nay cũng lấy lợn này thịt chứ hay là lấy lợn nào thịt đấy? Lấy ở nhà khác à? Đi bắt nhà khác thôi. Đây là toàn lợn bản nha các bạn nhá. Đây là nguyên chất đấy, thầy ạ. Không có tí cám nào luôn. Đúng rồi. Trong những tháng gần Tết đây là dịch lợn tai xanh cũng như là một số dịch tả lợn cấm vận chuyển hoàn toàn nha các bạn nha. Bây giờ là toàn lợn bản tự tự sinh sản và gây giống. Ô con kia nhìn nó đỏ đỏ như kiểu lai lợn rừng ấy nhỉ. Lai lợn rừng ấy. Đấy. Thịt ngon lắm nhưng mà chưa kịp mổ ăn. Chưa kịp mổ ăn à? Không có thời gian mổ ăn. 15 Tết này rằm làm luôn một con. Nồi canh xương. Món cà chua này là món gì đây hả chị? Ăn lẩu à? Này là lợn bản nấu lẩu. Ở trên nhà có nấu món gì không ạ? Chị. Không ăn trên nhà không nấu món gì, toàn nấu dưới đây thôi gì. Lợn bản. Ôi, con này đi ngon nhỉ, ít mỡ này. Nhìn nó thịt nó chắc nhỉ. Đây, mỡ. Tí tí. Nó toàn nạc. Anh ấy làm tí. Thử luôn à? Ừ. Quay em chết. Không sao đâu mà. Xin một miếng nhìn hấp dẫn quá. Xin các bác nhúc một tí. Ăn vụng mới ngon. Mời các bác nha. Đấy, vừa ăn vừa quay đi. Mình làm cơ quan nào đấy? Em làm ở trường cấp 2 mà. Vâng. Qua cứ Tết nhất là đi vào làng vào bản chơi cho nó vui. Con này gan lụa đấy nhỉ, không phải gan đá, nhiều con bị gan đá ăn cứng lắm, rất là ngon.
Con này khả năng lai lợn rừng thì sao mà cái bì nó chả có mỡ thế nào nhỉ? Cái này mình toàn cho ăn chuối. Ăn chuối. Phần thịt chả có tí mỡ nào. Nó nạc à? Nhỉ? Nhìn như lợn rừng. Lợn thui rơm là ngon nhất đấy nhỉ, giống như chó thui rơm. Bao giờ cái da nó cũng săn đẹp hơn, ăn nó giòn. Còn làm cạo lông trắng trắng kia thì ăn lúc ngấy lắm. Cho Nana một miếng nhá. Đây là có một chị mặc trang phục tày rất là đẹp này. Rồi, em chào chị nhá. À, đây là hai vợ chồng à? Vâng. À, đây là vợ anh ạ. Đấy. Không phải đâu. Không phải à. Phải đi cũng được mà, có gì đâu nhỉ? Nhà chị có gần đây không? Có. Ngay bên trên này à? Vâng. Thế là hôm nay là chị với anh là làm trưởng ban tổ chức à? Vâng. Chị hôm nay làm lễ hội lồng tồng ở đây. Cái này là rau thơm tự trồng đấy nhỉ? Rất là tốt nha các bạn nha. Ngon lắm. Rau bản, lợn bản. Lợn bản tự nuôi. Bây giờ là không có lợn xuôi nữa rồi, thì cấm hoàn toàn rồi. Ăn hơi đắt tí nhưng mà ngon nhỉ. Đây, đàn lợn đang độ quay tốt này nhỉ. Cái này mà quay thì cả con thì cả làng ăn luôn đấy. Có 7 con, một con lai lợn rừng kia mới ngon này. Còn thêm rau gì ăn với lẩu nữa không ạ? Anh em bắp cải rau xanh, bắp cải rau xanh à. Cái này dùng một ít đó. À, nhúng quà. Quà ăn luôn chứ hay làm gì đấy? À, làm lễ à? Đang đi làm lễ. Các bạn đi xem 7 lễ nha các bạn nhé. 7 lễ, lễ hội lồng tồng. Chào chị nhé. Trong lễ hội thì có chơi quay này, ném còn này, đánh yến các bạn ạ. Đây là tổ chức hoàn toàn ở ruộng nha các bạn nhé. Sao chín hết à? Thường là tí chỉ thả vào thôi. Cái này thì nếu mà các nhóm khác làm một mâm thì nó lại không làm gì. Lại không ăn, ăn kiểu ăn lẩu à? Đấy. Đấy. Ăn lẩu mà có mà. Đây là nồi nước dùng đúng không? Ây da, úi, ngon rồi đấy nhỉ. Tiết.
thắng cố, thắng cố lợn. Ngon đấy. Trên này thì toàn đầu bếp là nam nhá các bạn nhé, toàn anh em nam công thôi. Bây giờ trên mình đi nấu cỗ toàn thấy con trai là nhiều nhỉ. Đám cưới nào cũng thế, toàn con trai nấu. Mang ra đồng luôn. Xem là nồi lẩu khổng lồ nhé các bạn nhé. Nồi lẩu khổng lồ. Đấy, mang ra để liên hoan cả làng. Cái này là nguyên thôn mình chứ nhỉ? Có khách mời thôn khác không? Có chứ nhỉ? Thì ngang này nó dễ hơn. Chuẩn bị khai xuân rồi đấy nhỉ? Xin chào. Ừ. Chào. Em quay tí ẩm thực bản nhá. Đây là lẩu. Lẩu lợn. Lẩu dê chứ. Thắng cố. Thắng cố lợn. Cái kiểu này ăn nó dễ ăn này. Thế lại rau xanh nhỉ. Bây giờ cứ thịt lợn rang thì được xào thì ăn lại ngấy. Tết phải làm tí nồi lẩu với lại rau xanh. Cái này rau xanh này. Rau xanh các gia đình đem ra để đóng góp đây. Cái này là mỗi mâm là mấy người này? Mỗi mâm 10 người anh ạ. Ăn đông vui nó mới đoàn kết nhỉ. Thì anh ăn cùng vợ em nhé. Vâng. Thì ăn với vợ em anh nhé. Rồi. Thì giao lưu một tí. Ăn ở đồng rất là ngon nha các bạn nhé. Chính ăn ở nhà thì lại không bằng ở đồng đâu. Ở đồng thì kiểu làm mệt xong là về ăn nó thoáng mát, ăn được nhiều. Đây phải uống rượu đến chiều chứ. Uống rượu đến chiều tối chứ. Rồi. Xong rồi sang nhà thầy uống nữa mà. Đấy, lại còn sang nhà thầy nữa cả. Phải ăn nhà thầy rồi. À. Ông thầy làm loạn lên tháng năm rồi tham gia đấy. Vâng. Đúng rồi, phải lên báo thầy chứ nhỉ. Nên tạ lễ. Ơi. Chào nhá. Chào cho em nó lẩu. Đi. Phải chơi cái bát nó mới nhanh. Mùi nhỏ. Về cha thằng này cũng tên mấy lem nha. Ơi, mà lẩu nắm con lem này thôi cửa ổ nắm con. Con mua đây nó. Ăn tay vừa nha. Cái này thường đâu ấy. Bên đây. Các mâm ẩm thực của các gia đình mang ra rất là nhiều này. Bắt đầu nào? Các bạn ơi, đến với lễ hội thì chúng ta
sẽ vào thưởng thức ẩm thực cùng bà con để giao view, lưu với lại bà con một chút nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình đi vào thưởng thức món ẩm thực ở tại lễ hội Lồng Tồng tại thôn Mặt Sáp nha các bạn nhé. À, hôm nay lại chơi món chén đít bằng à? Đúng rồi, bản sắc đấy nhỉ. Nhập khuôn một tí mới được. Vâng. Mỗi mâm 10 người mà. Mấy cô giáp yên là đon đâu rồi. Để gọi vào để giao lưu tí, có rượu vào mới khỏe nhé. Này, ở bên này lại chơi ly à? Phải dùng chén vại chứ. Nhạt mà luôn. Đây nha các bạn nha, đây là chén rượu trên vùng cao nha, đúng bản sắc nha. Đấy, chén đít bằng đấy các bạn ạ. Đây gọi là chén đít bằng, chén vại cổ. Anh em nào mà khỏe là làm được khoảng chục cái này thôi. Chục cái này là lơ tơ mơ luôn đấy. Như bán này là được 15 cái này đấy. Được 15 cái cả. Vâng, bác này khỏe đấy nhờ. Chào nhau đầu xuân năm mới cái nhỉ, chúc mừng năm mới tí. Hôm nay nữa là bản sắp là cũng hết Tết rồi đấy. Vâng. Hết lễ hội này là hết Tết đấy nhỉ. Hết Tết đấy, ngày mai là bắt đầu là bà con nhân dân là tập trung là công tác sản xuất rồi. Vâng. Đây chú. Rồi, mời tất cả các bạn cùng mình thưởng thức cơm ở lễ hội Lồng Tồng nhé các bạn nhé. Đấy là uống rượu nhá. Đầu xuân năm mới chúc mọi người luôn luôn có mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nhá. Rồi, cháu mời các bác nhá. Rượu ngon các bạn ạ. Làm chắc được vài cái này là tí là lơ tơ mơ chả quay được cái gì nữa. Mời các chú đi nhờ. Vâng. Đây là món rau ở ruộng nha các bạn nhá. Đây gọi là rau má. Tết xong là chắc nà đấy. Chắc nà. Chắc nà đấy. Chắc nà đấy nhờ. Đấy. Món sở trường của dân tộc Tày của Hương Đông Hồng nói luôn này. Cái rau má này ở ruộng nó mọc nhiều. Nhưng mà bây giờ là hơi hiếm ở đây. Cái này ăn sống là mới ngon này. Rau này ăn trực tiếp chấm muối sống ăn mới ngon này. Nấu kỹ quá nó đắng mà. Rau sống này. Đúng rồi, mời các chú nhá, mời các anh nhá. Làm miếng rau cho nó mát ruột ạ. Sáng nay hôm nay làm nước chấm là cho ra lá rong này hết cơ mới đúng bản sắc nhờ. Ngày xưa là toàn gói lá ra ấy chứ đúng không? Nước tầm không? Cái đũa này là cũng tự vót. Nó sôi sùng sục này mới ngon này. Đấy, vâng. Và mời các bác nhá, làm miếng tiết cho nó đỏ. Làm miếng tiết đầu năm cho nó đỏ. Không bỏ. Không bỏ được. Đây là tiết lợn đen nha các bạn nhé. Kẻ này có thể ăn lại không? Không có.
Đúng rồi, không có gì bằng ăn ở ngoài nhỉ. Ăn ở ngoài đồng, ra ngoài là ăn ngon nhất đây. Cứ đi cắm trại lều lá này ăn ngon này. Vậy vòng cái nó nghe loa không? Nghe loa vòng cái cái. Bây giờ đầu xuân năm mới nhỉ, em xin phép được mời các chú về các bác anh em một chút nhỉ. Em tên là Trường, dạy ở trường cấp 2 Yên Phú. Xin phép dùng một tay nhé. Một tay cầm máy. Mời chú với các anh nhé, em nhé. À, ủa. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Chú. Anh, cảm ơn đầu bếp. Anh, chú. Anh. Khỏe nhá. Vâng. Bữa cơm ở cánh đồng rất là ngon. Cái này lên rừng nữa nhỉ, lên rừng còn ngon nữa nhỉ, lên rừng vào thác cơ. Vâng, vẫn làm được, bởi vì bây giờ có, chỉ cần mang bếp ga du lịch đi là ok ngay rồi. Cái này là rau sống. Bây giờ là mời riêng à? Rồi, anh cảm ơn nhá. Rồi, chúc em luôn trẻ khỏe, xinh đẹp nhá. Năm mới thành công nhá. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhá. Mời các bác nhá. Đi mỗi mâm một tí. Không, mỗi mâm một tí à. Mỗi mâm một tí. Ôi, uống nhiều chén nhưng uống một chén làm gì? Uống nhiều chén á. Uống nhiều chén này. Mà nhiều chén thì không có gì. Đấy. Thầy ơi, năm mới uống chén chê đấy thầy nhỉ? Vâng. Rồi trò hết đi. Hôm nay dạy gái một lần đi. Ngại quá nhỉ. Vâng. Nói chung là con cháu bản sáp mà từ cái đội hơn 2.000 là qua tay em hết. Ôi, một chén thôi. Ở trong làng thì các chị em ở đây là nhiệt tình lắm nhá. Say đấy. Say không biết đường về đấy. Say quên lối về đấy. Các chị ơi, em mời một chén rượu chúc đầu xuân năm mới các chị luôn tươi trẻ khỏe mạnh và làm ăn thì càng ngày càng được nhiều nhá. Rồi, cảm ơn thầy nhá. Rồi, rồi anh thôi, anh thôi, vâng anh thôi, em thôi, em thôi, em thôi, em đã có con lớn không? Ơi hôn một cái nhá, nào. 1, 2, 3, go! 2, 3, 2, 3. Wow! À, chúc các chị khỏe, khỏe đến làm gì? Khỏe làm gì? Khỏe làm gì? Khỏe là phải đẻ đấy. Ừ. Khỏe là phải đẻ nha. Rồi, bây giờ các chị nhá. À, càng đông vui không sao đâu. Em mời các chị nhá. Vâng. Wow, hết rồi. Tức là phải trồng đít không ra nước nhá. Ôi. Phải trồng đít không ra nước á. Rồi rồi rồi. Đấy. Phải hết. Kinh là kinh thưởng. Mất lẹo á. Kinh ơi. Em ơi,
kiên thừa nữa. Kiên mất, kiên mất. Ở đây là kiên mất nhỉ? Kiên liễu thầy. Kiên liễu. Kiên leo. Kiên leo. Cái này là kiên thừa nè. Em ơi, tăng còn đó. Tăng còn mấy ông nằm đó. Tăng còn mấy ông nằm đó. À, mấy ông nằm. Ở đây là tăng còn mấy ông nằm. Ơi. Chắc nghe đấy. Cảm ơn em nhé. Rồi, cảm ơn chị. Chị ơi. Em cảm ơn chị. Rồi. Thế cả mâm lại chén tiếp à? Đấy, thế thì làm thôi. Thế này tí không tung còn được á. Hả? Thử găng tay á? Tiếng tay á? Tiếng tay thì lứt đấy. Căng, căng cầm tay đấy. Thế á? Nước chuyển lại lại. Đấy, ừ. Nghe đấy. Ờ. Ờ, bay lứa. Rồi rồi. Mẹ à, mẹ mẹ Hiển. Ờ à, mẹ Hiển. Ờ. Chắc nghe lại thôi nó. Ờ. Nó nghe bay lứa. Ờ bay lứa. Nửa ly rượu đấy nó. Đấy. Ờ năm mới này chị chúc sức khỏe thầy. Vâng. Toàn thể gia đình thầy nữa. Rồi, nó nghe công tác tốt nữa. Nó nghe cùng chúc Vân Trường Vi Mẫu. Ờ liền liền ngao đầy 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 căng à, liền vai đầy vai liền ngu đầy mu liền cay đầy cay à, chúc Bân Trương Vi Mau mạnh khỏe gia đình hạnh phúc đấy rồi lúc đầu thì thời gian rối rối anh không mà liền gia đình hiển liêu này nữa đấy mà rồi thất hứa vãi hiển rồi rồi à, thì Bân Trương Vi Mau non khấu cùng đấy đó. Ờ đấy rồi. Chính là rồi. Vâng vâng. Rồi. Đó bài nữa. Rồi. Mà tiếng tay Bắc Quang nó khác, nó cứng hơn một tí thôi. Vâng à. Thế à? Thế em nói như thế nghe được không? Đấy, chị nói em không biết hết mà. Đấy. À, sau một thời gian giao lưu và ăn uống cùng với lại bà con ở tại lễ hội nhá thì mình cũng say say rồi và đây là toàn cảnh lễ hội vẫn đang bà con vẫn đang ăn uống uống rượu để mời nhau chúc nhau những nghe lời tốt đẹp nhất đến với nhau mình thì thôi thì cũng không dám uống nhiều đấy thôi à bây giờ xin phép chỉ review cái ẩm thực của lễ hội Lồng Tồng đến đây thôi nhá. Còn video sau thì mình sẽ tường thuật lại hết tất cả những cái phong tục lễ nghi của một cái lễ hội nhá các bạn nhá. Rồi, rồi các bạn thấy cảnh cũng như là con người tình cảm của bà con ở trên này đẹp thì hãy like cho mình một like nhá và đặc biệt là đăng ký kênh và ủng hộ mình trong suốt thời gian tới đây nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Đấy bà con hôm nay đến chơi rất là đông rồi chuẩn bị lễ hội Tung Còn. Đây là lễ hội Tung Còn nhá.